tiên của Tùng Ngô Công này nha. Đâu, Tùng Kỹ rồi. Chợ ông Đào. Cái này là khỉ chợ ông Đào. Ngày vợ mẹ vợ tắm rượu cho mẹ đó nha. Hello, chào cả nhà nha. Em chào cả nhà nha. Mới sức khỏe cả nhà. Bữa nay hai chồng đi đi làm cái đóng cái khung bức tranh cả nhà. Đi Cà Mau. Tại Tân Hưng không có à. Đi sẵn đi Cà Mau thỉnh cái tượng mẹ Quan Âm nữa cả nhà. Ở ngoài Cà Mau thì nhiều mẫu mã của mẹ Quan Âm hơn, thì hai chồng thỉnh. Cái chiều nay đặt cái kệ thỉnh không em. Cái trang cái trang cả nhà. Cái trang cả nhà. Bắt lên đây nè cả nhà. Bắt lên cái cửa nè. Ừ. Để thờ mẹ rồi lên chứ mua bông mua trái cây rồi cúng. Cái bữa nay mà nghe cái ngày á. Em nghe ngày mùng 1 á, bữa nay mùng 1 không? Mùng 1. Ngày mùng 1 thằng thỉnh mẹ về luôn. Mình thờ trong gia đình cả nhà. Cho nó mát cả nhà. Hai chồng bà đi Cà Mau chứ chiều qua cũng có ghé rồi đó, cả nhà cũng quay ở nhà xem đó, đặt thì không có. Đặt cái khung tranh thì không có, với mẫu mã mẹ thì dưới này nó không ít, mình lên Cà Mau mình thỉnh với mình dễ lựa hơn đó nha. Giờ vợ lau nhà này kia xong rồi lau nhà vậy à Linh? Sáng tranh tủ nè, hồi sáng ngủ đi lau Cà đi Mau rồi. Là sáng tranh tủ sớm đi nha. Chứ để ngồi đi về cái mệt, cái nhà dơ nữa, nữa mệt thêm nữa, giờ tranh thủ còn sớm mà. Giờ này mới 6 giờ, năm giờ mấy 6 giờ cả nha. Giờ mình tranh thủ mình làm công chuyện sớm đi, rồi ngồi mình đi về cho nó khỏe. Chứ để về hai ba công chuyện mở dồn dập nó mệt lắm. Tranh thủ hết mức có thể. Khổ dữ ta. Cái gì nữa? Thôi giờ vợ lão xong rồi đi Cà Mau quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Giờ lội ra cả nhà, lội ra đi Cà Mau. Lấy xe đi, gỡ ngoài này nè. Hay có cây vũ sữa. Hàng bông trang, à, hàng bông giấy đẹp, cây bông giấy đẹp. Cây bông trang đẹp. Giờ hai chồng em đi cũng tới Cà Mau rồi cả nhà. Giờ chạy đi từ từ đang kiếm quán nào tấp vô rồi. Kiếm gì ăn cả nhà. Rồi mới đi tiếp. Giờ này cũng hơi đói bụng rồi. Đi sáng ở Cà Mau mà đông. Đông nghẹt luôn, xe nhóc luôn. Giờ đói bụng không làm gì được nhưng mình thấy cái no cái bụng mình nên mình tính tiếp. Đói tay chân nó gùng gãy quể quải không làm được gì hết trơn. Giờ để vợ chồng em kiếm quán nào tấp vô cả nhà. Tới quán ăn cả nhà. Ở dưới đó là đường về cái nước đó cả nhà. Đường chạy lên này là cái đường Nguyễn Tất Thành nè cả nhà. Đường quốc lộ nè. Chạy thẳng lên là Dòng xây ngã năm đó cả nhà. Ghé cái quán bún bò này quá đông luôn cả nhà. Bún bò Hối Tứng Nguyễn. Đông ghê luôn, full bàn luôn. Hai vợ chồng em vô là full bàn luôn, không còn chỗ ngồi luôn. Đó. Giờ đông ghê luôn. Này bán ngon nè, thơm nè. Này đông lắm. Này em quay cho cả nhà xem. Ngoài trước là đậy chứ không? Quá trời luôn. Full bàn luôn, từ ngoài vô trong full hết chỗ ngồi luôn. Hai vợ chồng em phải vô Mỹ mía trong mà luôn nè, ngồi nè. Để lát kêu hai tô bún bò ăn mà coi coi vợ review thử coi ngon cỡ nào đấy nha. Dạ. Ở trong nhìn ra là full luôn, ngoài trước còn full hết. Lên rồi cả nhà. Tô bún bò. Bún bò cả nhà, thẳng này lâu cho bún bò. Đây đổi phong thủy cho ăn bún bò. Bò ha. Nghĩ ăn bún mắm hả? Chuyển bún bò hả? Chuyển bún bò. Đổi rồi chứ để ăn bún mắm hoài. Anh khóc anh than không à? Sợ lắm. Đừng có mắm nữa, sợ lắm rồi. Anh nghĩ em đi đó. Em đi ra bún bò cho anh xin chờ. Đừng ăn bún mắm nữa đi. Không. Em thấy tội nghiệp rồi em tha cho anh. Không bà vợ. Xác định rồi đó. Xác định gì? Hôm nay ăn bún bò nè.
nay đang uống bò mà uống bò nha. Làm chén nước chấm nhìn thấy hấp dẫn rồi. Đậu cho rau chín này, quậy chấm lên, quậy lên nè, nghe mùi thơm quá nè. Để mất cái nước thử rồi có thiếu gì thì em thêm vô kêu. Thì mời cả nhà chụp chứng với em nha. Ngon ở đây đậm đà. Quán đồng mà này đó. Quán đồng đó nha. Đậm miếng chanh vô. Miếng chanh vô ngon. Đi thỉnh tượng làm khung tranh chưa hết trơn rồi đội ăn à? Chưa có làm được, sáng giờ đi làm hai công việc, một là tưởng tượng mẹ, hai là đóng khung tranh cả nhà mà chưa kiếm được nhào vô làm tô bún chứ thì đúng sao. Cố gắng nhiều mới ngon. Ngon à? Thơm, tôm xả sao tới nè. Còn bún này đúng là còn bún nói thì nó bún bò này nó dai. Vừa ăn không? Mốt chắc đổi qua ăn bún bò nghe bún mắm nè. Dễ gì? Bạn đồng hành của em trước bao nhiêu qua dễ gì có được. Nó nói chứ bún bò ngon thì có ngon thiệt á, nhưng mà cũng chưa bằng đâu. Trời ơi trời. Thấy sao? Ok rồi. Miếng chả, chấm vô ớt, kẹp vô miếng ớt mà nó ngon. Miếng thịt bò để nó mềm không anh? Bò nó làm cắt cũng dày lắm nha, bao dày luôn á. Chứ không phải mà mỏng mỏng rồi. Khỏi cái một gió bay luôn. Giờ vô cái nhà. Chấm vô. Em ăn cái nhà. Bò mềm, chả ngon. Nước cũng đậm đà nữa nha. Ok ha. Ok, ổn áp nha. Đánh giá nhiều điểm. 9 điểm rưỡi đi. Ồ. Còn bún mắm là ở đâu thì cũng cho 10 điểm nha. Trời ơi trời. Em ở nhà. Bò quá nha. Không bớt luôn, không bụng quá. Ở nhà. Ăn chậm quá. Đã, tô em gần sập rồi cả nhà. Và anh Tèo còn tô y nguyên. Tỏi ăn rồi. Đem tô bún ra, ổng niêm đâu chừng 100 gia vị vô chóng luôn. Bỏ đủ thứ rau nha cả nhà. Chấm ngập tường luôn anh, ăn nó mới đã. Thấy sao anh? Ok à. Nè, ăn bò cả nhà. Này có người bò. Mạnh mẽ là liền cái gì? Này cho thêm cái trứng với chén tái nữa. Mới ổn áp. Ăn ngon. Ăn ngon ha. Đổi khẩu vị bún bò cái ăn nó ngon liền ha. Ừ. Gà ăn bún mắm rồi muốn xỉu luôn cái gì. Cái cục chả đó ngon lắm à. Em mới ăn rồi á. Chả đó không biết chả gì vậy cả nhà mà ngon á. Cái gì? Cái miệng quá bự. Ba đũa, bốn đũa rồi muốn hết nửa tô rồi. Nào đi Cà Mau ghé ăn thử. Này giống như mấy cô này bán là kiểu như cũng người Bắc luôn á anh Đèo. Cái mùi vị nấu bún á, nó chuẩn. Nước cũng ngon nha cả nhà. Chung là không biết giá bao nhiêu thì không biết, mà tô bún cũng thịt với chả rồi cũng ok cả nhà. Ok nhiều lắm. Chắc tiền em báo vậy cả nhà. Đúng rồi. Không biết là bao nhiêu thì em không biết, nhưng mà bốn năm miếng thịt thịt bò đó nó cũng bự, với lại hai cục chả. Gói này nè. Đúng là miếng bự vậy đó. Dạ. Có da đồ nữa cả nhà. Dạ. Da thịt. Bà gọi. Ngon. Okay. Nói chung cũng ok đó, nhưng mà không biết giá nhiêu, một chút nữa tính tiền coi để giá nhiêu cả nhà. Tính tiền cả nhà. Hai tô 70, tô 35.000 cả nhà. Dạ.
70 cũng ok. 35.000 một tô. Giá ok ổn áp, giá hữu nghị, giá bình dân. Giờ ăn xong rồi cả nhà, no rồi. Giờ đi tìm cái chỗ mua tượng với làm cái khung tranh. Đi tới đó em quay tiếp cho nhà xem cả nhà. Ăn bún xong cả nhà. Cái em đi trên đường chạy ra đây khoảng tầm 50m. Gặp chỗ bán đầu tiên nổi. Nè, đầu tiên siêu siêu giòn ngon cả nhà. Đầu tiên à. Đi ôi là bè. Đầu tiên của Tôn Ngộ Không rồi cả nhà. Không, thùng kỹ rồi. Trộm đào. Cái này là khỉ trộm đào. Đẹp hết biết không? Đường đi Cà Mau rồi cả nhà. Nè cả nhà, chị bán ổi, mấy ổi này ổi gì? Ổi này là ổi gì chị? Ổi ngộ cũng ngộ đó cả nhà. Cái bự bự trái nửa ký luôn á. Ổi đường hả chị? Chị nói ổi đường cả nhà. Đào hết biết đẹp luôn rồi. Anh lựa trái đẹp đẹp đi. À lựa đi. Này à, càng chín thì nó càng ngọt cái gì chị? Đầu tiên siêu ngọt. Ở đây 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 dưới nè. Thấy ra em, đầu tiên siêu ngọt à, nó Tôn Ngộ Không. Bắt giới sẽ tăng tâm tạng. Ờ rồi nhìn đã rồi. Ký rồi. Đó, mua hai trái này về thì cúng. Đâu tách rồi ăn thử một miếng vậy. Giờ review em. Ui màu đẹp quá ha, trông đẹp quá ha. Nè. Này cả nhà. Oh. Nó thơm thuốc à. Thơm không? Thơm. Thơm ăn rồi. Thơm nó giống như cái trái đào mà loại nhỏ nhỏ vậy nè. Nó cũng giống giống vậy nè chị. Cái này lên coi. Này mà này nó đổi giòn hả? Dạ. Mà cả nhà nha. Ngon rồi. Ngon. Thơm nữa. Nào thử miếng. Ngon ai đây. Thơm bút luôn á. Ngon nhà, thơm ghê lắm. Ngon nhà. Ừ, ngon ngọt tươi luôn á. Hàng chi. Hàng chi ông Tài Thiên ông đi ăn trọng đào rồi đúng rồi. Ngon quá trời ngon. Ngon cả nhà. Chạy ngang có đường gần tới cầu cầu gì vậy? Hay là chị bán được lum? Đúng rồi. Chị gần tới cầu về, cầu về. Cầu nào? Cầu chạy lên cầu Bình Hào đó tới ngã năm đó, ghé đây mua đầu tiên ăn thử cả nhà, ngon quá ngọt quá. Rồi trả tiền cho chị đi cha nội ơi. 160 ký cả nhà, hai trái 1 ký. 160 ký. Mua chiều về cúng. Nhưng mà ngon. Chiều cúng. Đúng rồi, về cúng về mình chiều mình ấy đó, cái trang lên đó rồi mình để lên mình cúng luôn. Rồi chúc chị mua mai ăn đắt nha. Mới mua đầu tiên ở trên đó cả nhà, chạy ra đây chưa được 100m đó cả nhà. Rồi tới chỗ đóng khung rồi. Tại Cà Mau này dễ đó, đây nè. Tiệm nè. Đó, chỗ đóng khung nè. Em thì em quay thực tế chứ em không quảng cáo với ai vậy cả nhà. Em đi đâu em quay đó. Đó. À, chanh đẹp không? Quên. Đẹp quá à, này cái này là chanh đi bằng tay nè. Ờ. Còn có mình là chanh đứng đá, còn này là chanh đứng đá. Đẹp quá trời. Ồ, chanh này xinh xịn không á. Chị chủ á, chị nói đừng có quay chị chỉ chưa chạy đầu. Chị chưa chạy đầu. Chị nói đừng quay chị chỉ chưa chạy đầu. Quay sơ thôi. Quay sơ chỉ rồi. À, đem bức tranh vô rồi cả nhà, vợ hỏi là làm 2-3 ngày mới có gì em? Đúng rồi, bây giờ là mình gửi đây đóng xong rồi là có khoảng 2-3 ngày nữa mình đi ra mình lấy cái nhà. Tượng tập rồi. Lấy liền được. Chanh tập cho tượng này. Chanh. Anh đóng cái kiểu này được không anh? Của mình cũng mấy con ngựa nè, nhưng mà của mình đứng đó nè. Mình đánh cái khung nó giống vậy ha. Khung dần dần vậy đó. Ừ. Như vậy có đẹp không? Hay là gỗ? À, bằng khung đó. Khung vàng nè. Khung vàng này đi ha. Ừ. Vàng này đẹp. Đẹp quá cả nhà. Vàng đồng hồ cũng đẹp lên luôn. Ừ. À, giờ là chị đi rồi cái đi mua tượng Phật cái nhà thỉnh chứ thỉnh
vậy. Nhiều khi tại đó giờ em cũng không có thời, em còn nhỏ cả nhà. Có gì cả nhà có thông nói cảm. Gì sai sót, cả nhà thông cảm nha. Nhiều khi mình nói sợ nó hơi không được chỉnh chu quá. Chứ tụi em còn nhỏ đó. Quá chứ không biết thì thông cảm bỏ qua cái đó cho đó, vợ chồng em. Giờ đi đi. Bây giờ mình đi anh. Lấy cái này đi rồi mình đi ra mình tập đi đỉnh mẹ rồi. Rồi. Mới làm khung xong cả nhà. Qua dòng xe chạy xuống cái đường về Thế Bình nè. Bên này có cái chùa. Ghé qua đây. Có cái tiệm bán đồ lớn. Đức Phát. Nó đường nó về cái Thế Bình trước cả nhà. Giờ dạo vô đây lựa mấy cái tượng. Mấy cái tượng ăn để lên chân này trước rồi. Bật quá trời luôn. Đẹp quá nha. Giờ vợ đang lựa giống như nè. Vợ lựa Phật nằm Phật ngồi. Để quay vòng vòng nữa nha xem mặt đẹp. Cả nhà. Thật đây là đẹp. Giờ mua xong rồi cả nhà. Hai chồng em chạy về. Đây nè cả nhà. Bỏ trong tập nè. Giờ hai chồng em về cả nhà. Giờ về cả nhà. Mua xong rồi giờ hai chồng em chạy về. Đó là tới dòng xe á. Tới dòng xe ngã năm á cả nhà. Chạy xuống Mỹ dưới này. Cũng có chỗ bán nhiều. Dòng xe cái bọc dòng xe hay là mình ôm cua này luôn anh? Ôm cua phải luôn hả? Ôm phải về luôn á nhà. Về cái nước. Về cái nước làm dơi. Biết liền. Giờ ôm cua quẹo phải. Rồi về cái nước đó nha. Chạy lên đó là tới cầu Gành Hào. Rồi về nhà quay tiếp ở nhà xem cả nhà. Cái chỗ xe này có bán nho cả nhà, anh tấp vô mua thêm chùm nho nữa cả nhà. Nho nó chiều về cúng. Cái chiều về cúng mẹ luôn cả nhà. Nho chứ hồi nãy em mua hai trái đào đó. Chiều cái mình đem lên mình cúng mẹ luôn. Ồ. Thì nãy chuyện tính là công an tới. Bắt hả? Qua YouTube không có sao. Nho để ship gọn ghẻ đẹp quá cả nhà. Đẹp quá đẹp luôn. Ồ. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà. Hồng. Cái trái hồng giòn cả nhà. Hồng giòn. À, nho. À, mua thêm nho nữa rồi. Chiều lấy cái trang về cái để mẹ lên rồi thờ cả nhà. Mới về tới nhà cả nhà. Mua nè. Tượng đúng không em? Tượng nè. Rồi cái này là cái bình bông phải không? Để chút ma coi. Này ly hương. Này ly. Này cát vàng. Cát vàng. Với hai bọc trái cây cả nhà. Với nãy hai chồng em ghé cái tiệm cái chỗ là mấy trang á. Là chiều mới có. Chiều khoảng chiều mới có rồi. Rồi chiều hai chồng em đi lấy rồi cái bắt lên nữa nha.
bắt dàn lên ngay chính giữa cái màn, rồi cái để hoặc mẹ Quan Âm lên rồi chiều vợ tắm rượu này kia phải không em, rồi chiều có gì cái em đi lấy em quay tiếp tiếp cho cả nhà xem nữa nha. Giờ cũng chiều rồi cả nhà, cũng mưa rồi, hai chồng em đi lấy cái trang chứ cái kính, à, cái lấy dàn kính rồi về quay cả nhà xem làm cái trang với đưa mẹ lên nữa nha. Giờ hai chồng mua bông cả nha, mua bông với mua nhang thơm với về lấy cái trang rồi về bắt lên rồi quay tiếp cho cả nhà xem nữa nha. Dạo qua tiệm bên đó mua bó nhang nữa nha, rồi cái đi qua kia lấy cái trang nữa rồi về cả nhà, rồi vô tiệm lấy cái trang nữa nha, lấy cái trang nữa rồi về cả nhà. Chắc cái này. Cái này cả nhà. Lấy về bắt lên cả nhà. Chạy về tới nhà cả nhà, mua cả nhà, mua bông. Vợ cầm trang này kia. Chào về tới nhà đang em bắt cái trang lên cả nhà. Bắt cái trang lên cái ngay cái chỗ đi vô gà nữa nha. Rồi, để chút em quay cả nhà xem nha. Vợ ngồi tháo đó cái bình nữa nha, bình cũng bông nữa nha, em cũng mới gắn xong cái trang là nữa nha đó. Gắn ngày gắn chưa có mua nữa cả nhà, lấy cái thang này của cha cho anh mượn, giờ đang bắt lên em chưa mua cái ghế nữa, mốt mà muốn mua cái ghế cao hoặc cái thang đứng. Giờ vợ lấy bộ chung lên, chung bộ bông sen vậy nè, cái ly hương cũng vậy, nghe ly hương cũng chung bộ nữa nha. Dạ, mấy bông này, bông còn cái hình tượng mẹ đây, cái này cái đồ chắc để cho của nhang rớt xuống này, vợ lấy bông này. Đó giờ hai vợ chồng em cũng chưa cúng lần nào cả nha, chứ chưa có chưa có thờ ai, chưa có thờ ai nào đó, cả nhà thông cảm nghe, không có kinh nghiệm cái nhà, lỡ có nói gì sai hay là em làm gì sai thì cứ bình luận chỉ em, chứ em không biết luôn á cả nhà, tại tụi em cũng chưa có được lớn nên tụi em đó giờ không có thờ nên không có biết. Giờ cái đó làm gì này, cắt như trong bình, cắt ra hả? Đúng rồi, cắt ra ngắn rồi bỏ vô giữa bình vậy nè, em lấy cái bọc cũng được. Giờ vợ em cắt ra được cái này, đổ miếng nước vô cái bình này đặng cho cái nó cái lát mẹ lấy em cắm lấy bầu cắm bồng xong mới rửa mẹ tắm mẹ hả? Đúng rồi. Rồi chút có gì em quay tiếp cả nhà xem nữa nha. Giờ anh Tèo khui bịch cát nữa nha, đổ vô đầy luôn không gì, đổ hết luôn anh, hết luôn, ừ hết luôn rồi luôn ha. Đúng rồi, tại từng cái đó người ta có sẵn rồi mà. Cắt mất vàng cả nhà, cắt vàng, hy vọng làm vàng nó vô nhiều nhà. Vợ bỏ trái cây cái sàn này mình cúng rồi nha, cái vợ tắm mẹ nữa cái gì để mình nha. Nhà vợ mẹ vợ tắm rượu cho mẹ đó nha. Giờ vợ thỉnh mẹ lên bàn thờ cả nhà. Để xéo rồi, nhìn ngay lại chưa, xe quay ra ngoài trước một chút, mới cái mặt ra. Rồi rồi cho mẹ. Cái cây đem đi. Ly hương dưới rồi, dưới rồi. Chứ nghe cái đồ đỏ. Mày
nước cho mẹ. Vậy cái cây bự quá để hết không? Cây bự quá. Rồi, ok. Ok. Rồi, bây giờ con nước nha nha. Giờ vợ xuống đút nhang nha. Mới mua nhang thơm nữa nha. Giờ hai chồng em đút nhang vô nhà cả nhà. Vậy là xong rồi cả nhà, có gì thiếu sót cả nhà thông cảm bỏ qua cho vợ chồng em cả nhà. Hồi đó giờ vợ chồng em thì không có cúng kiến thờ cúng gì hết, không có biết cả nhà. Có gì cả nhà thông cảm bỏ qua nha. Thôi video cũng tới đây cả nhà. Cả nhà đón xem em video tiếp theo nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Cả nhà cho em xin lượt đăng ký, lượt like, lượt bình luận, lượt chia sẻ cả nhà. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye cả nhà em chào.